Vâng, em xin mến chào tất cả các bác nhá. Hơn 2 tuần thì tiếp tục bên em lại có hàng dòng lọc 1U EQ215 của dòng P-Way, hàng loại 1 các bác nhá, hàng nhập khẩu. Thì cũng rất là nhiều bác yêu cầu là khi có hàng thì các bác báo bên em là thứ là test hàng, thứ hai là mở luôn nội thất để cho các bác có thể xem lại, vì em cũng có video là quay trên kênh Michael Audio rồi. Và hôm nay em sẽ tiếp tục phục vụ các bác là test cũng như là cho các bác xem cái nội thất bên trong. Thì với cái dòng loại 1 này thì cái giá mà bên Michael Audio đang bán ra là bao rác tẹp bao rác nhé, và chuyển tận nơi cho các bác, đó là 1.400.000 các bác nhé, bao phí ship luôn 1.400.000. Thì với cái dòng loại 2 thì bên em không làm các bác nhé. Với dòng loại 2 thì thường là cái chất âm nó sẽ không bằng được với dòng loại 1. Thứ hai là dòng loại 2 của nó chỉ IC dán thôi các bạn, IC dán. Đấy, rất là ít linh kiện. Nói chung là như kiểu nó nhái lại các bác. Thì các bác cũng biết tiền nào của đấy các bạn, tiền nào vải đấy thôi. Ok nhá, bây giờ thì em sẽ test để cho các bác cùng xem cũng như là thẩm âm. Bây giờ hiện tại thì em đang chưa qua lọc các bác nhé. Khi qua lọc thì nút in out này bóng đỏ nó lên như vậy thì mới qua lọc các bác nhé. Đây em sẽ cho lên qua lọc nhưng mà cần gạt em chưa gạt lên này. Em sẽ đẩy đẩy phần đẩy kênh A lên nhá các bác nhé, để em tăng check. Đó, khi chúng ta tăng check lên thì check lên rất là mềm và mạnh. Đấy, chào các bác nhé. Tắt chế độ qua lọc nhé. Đó. Các bác có thể lọc nhiều hay ít là ở phần chiết áp này. Vâng, bây giờ sẽ đến cổng tiếp theo nhé. Cổng ở kênh bên cạnh này, bên phải này, em sẽ tăng chiết áp lên này. Em cho qua lọc các bác nhé. Đó, qua lọc nó sẽ nén lại và chúng ta bắt đầu tăng cần. Đầm các bác nhé, rất là đầm. Thì với dòng này thì các bác có thể ghép với khung đẩy hoặc là với những chiếc âm ly các bác đang sử dụng thì sẽ thêm mát thêm chét. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác cùng xem một cái nội thất bên trong, nội thất bên trong các bác nhé. Và đây là nội thất bên trong của chiếc lọc P-Way 215, sử dụng là sử dụng nguồn biến thế các bác nhé, nguồn biến thế này. Và tiếp theo đó là sử dụng những chiếc chở chỉ chở 5 bạch màu hết các bác nhé, chở 5 bạch màu. Thứ hai là phần tụ sẽ sử dụng phần tụ gốm nhiều hơn so với tụ thường. Đó, gốm nhiều hơn tụ thường các bác nhé. Đó, tất cả sử dụng chở IC. Các bác nhìn này, những cái bo mạch rất là sắc nét về kể cả những cái linh kiện các bác nhé. Nó không như những cái dòng loại 2 nó sẽ sử dụng IC dán. Các bác nào mà xem những chiếc lọc 231 như kiểu là DBX thì các bác sẽ biết là mạch dán nó như thế nào. Mạch dán, nếu mà mạch dán nó phải thuộc vào những cái hàng công ty hoặc là hàng cao cấp, hàng xuất Mỹ hoặc là xuất châu Âu thì nó mới là đỉnh. Chứ còn với những cái mạch dán mà loại 2, loại 3 mà Việt Nam mình đặt sản xuất thì nó sẽ không được chất lượng cho lắm. Nói chung là tiền nào của đó đó các bạn. Bên em về hàng rất là nhiều để phục vụ các bác cuối năm 2019 này. Các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp. Giá là 1.400.000, có bao rắc tặng kèm rắc này. Thứ hai là phí vận chuyển tận nơi cho các bác. Và bảo hành 1 năm các bác nhé. EQ215 P-Way. Hết cho người thì nay có đâu.
Vâng, em xin kết thúc video. Các bác nào mà có nhu cầu có thể kết bạn Zalo, Facebook với số điện thoại là 0977434361. Địa chỉ cửa hàng bên Micro Audio là số 40, ngõ 189, đường Cầu Diễn, Hà Nội. Vâng, em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.